Nãy là nội làm rồi làm dừa, làm nhân dừa đậu. Dừa với dừa sáp. Dạ. Giờ nó nhão rồi. Bỏ dừa sáp ăn ngán. Bỏ dừa sáp, nó ngon. Bỏ một ít dừa như một ký đậu bỏ trái dừa thôi. Trái dừa nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Mẹ làm dừa trước xong rồi mới làm đậu nè. Ơi đang lau lau lá để chút nữa đựng bánh, để chút nữa bao bánh chứ có bánh nha. Lá này theo kiểu mình đây, còn lá miền Tây là cái miếng lá trong miếng ngoài nó vuông hết vậy. Yeah. Mình lấy miếng lá hình chữ nhật nhỏ với miếng lá ngoài vuông. Yeah. Lá mình gói ít hao hơn lá ở gói cái bánh kiểu miền Tây ha. Nha. Miền Tây gói hao lá. Cái lá trong cũng lớn hả, còn mình miếng lá trong mình lấy nhỏ vậy đó. Miếng lá trong mình lấy và lớn vậy được rồi. Miếng lá ngoài mình làm đầu lớn đầu nhỏ gì cũng được luôn, còn miếng tay phải bỏ miếng tay lấy miếng tay cho nó vuông. Ủa chứ mình miền gì rồi? Mình đây cũng mé mé miền Tây nè, chứ không có chấm. Tây là Tiền Giang. Tiền Giang trở về miền dưới là miền Tây. Yeah. Mình đây Lai Lai. Miền Tây, miền Tây, miền Tây, miền Tây, miền Tây, miền Tây. Dạ. Giáp thành phố, giáp miền Đông. Mình nói chuyện. Dạ. Không có chấm miền Tây rồi. Dưới. Ai gần miền Tây thì là người miền Tây, mà ai sống gần miền Đông là bỏ trên nè. Bắt năm thấy nó hơi nhiều cắt bỏ. Tự kiếm tiền để có tiền đi học là giỏi rồi hả Sinh Hùng? Dạ. Yeah. Là mẹ giỏi rồi. Mẹ giỏi hơn Sinh Hùng rồi. Hai bay chuối, hai bắp chuối. Bán còn đồ hủ qua đầy ủng cái nợ đó. Chứ Sinh Hùng ngoại ra sớm bán. Cùng đi học đó đấy. Hôm nay là giò phụ. Bao tay trong đây này đi. Bao tay trong tủ đi. Mai có thêm một tay à. Có thêm hai cái tay của má Hai nữa. Nha. Má Hai là làm cái gì mà? Nhà nhân. Nha. Hình như đằng kia bột. Thao bột.
Tại vì có một chiếc bột. Hiện giờ như chưa lạnh, chưa lạnh.